Ngọc Ánh sẽ giới thiệu cho quý vị một căn nhà giá rẻ nhất quận Hà Đông tính đến thời điểm hiện tại. Trong một căn nhà 4 tầng xây mới cách với đường ô tô 30m, nhà hai mặt thoáng, giá chỉ 1 tỷ 750 triệu đồng. Quý vị có thể chi trả trước khoảng tầm 600 đến 700 triệu tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 35 năm. Thông tin này có thật hay không? Thật nha mọi người. Mời quý theo em cụ thể vào vị trí căn nhà này. Vị trí cụ thể của nó thì là thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Một căn nhà hoàn toàn xây mới tinh, sổ đỏ đầy đủ, giấy phép xây dựng đầy đủ, đường ngõ trước nhà thông thoáng cách với đường ô tô kia. Để mà nói 30m thì hơi quá, nhưng nó chỉ cách một nhà là ra tới đường ô tô thôi mọi người ạ. Với căn nhà này, thông số nhà, hướng nhà là hướng đông nam, thiết kế và xây dựng 4 tầng. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà 3m2. Và căn nhà này thì nó thoáng trước, thoáng sau, được hoàn thiện xong hết rồi, theo đúng hiện trạng, có thể dọn đồ về và ở ngay. Căn nhà này gần những đâu? Gần với trục đường quốc lộ 6, gần với lại bến xe Yên Nghĩa, gần với lại trường Đại học Thể dục Thể thao, xung quanh ngập tràn tiện ích cho quý vị. Và phần hoàn thiện của căn nhà này thì cơ bản là đã xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay. Ngọc Ánh xin nhắc đi nhắc lại cho quý vị, căn nhà này 1 tỷ 750 triệu đồng cả nhà và đất. Nếu như quý vị cần hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì quý vị có thể vay căn nhà này tối đa 1 tỷ cho tới 1 tỷ 1 mọi người nha. Còn đâu thì phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị. Tiếp theo, ngói sẽ đi vào phần chính của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế đúng một lớp cửa, bên ngoài là cửa gỗ. Đây, thiết đúng một lớp cửa thôi mọi người nha. Phần hoàn thiện ở đây là phần tầng 1, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, gạch lát nền kích thước gạch 60-60, màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà. 1 tỷ 750 triệu thì không có một cái mong muốn nào nó quá xuất sắc cho một cái căn nhà ưu điểm lợi thế như thế này. Đường ngõ nông cách với đường ô tô rất gần. Đó, sổ đỏ chuẩn chỉnh tất cả những căn mà em quay và review lên cho quý vị khách hàng đang theo dõi kênh. 100% là sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn quý vị nha. Và ngoài ra, hiện tại ở bên kho hàng của Ngọc Ánh có một số căn giá chỉ 1 tỷ 250 triệu đồng thôi. Vị trí nó thuộc Đại Thành Quốc Oai. Nếu như quý vị quan tâm về cái khu vực đấy thì cũng bốc máy lên và alo cho em. Mời người theo em vào khám phá cái không gian phòng bếp của ngôi nhà này. Nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Không gian tủ bếp hoàn thiện xong hết rồi. Phụ kiện bếp chất liệu inox 304. Hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt đầy đủ hết. Sổ đỏ riêng từng căn thì tất nhiên là hồ sơ điện, hồ sơ nước sẽ riêng biệt từng căn. Ở đây vị trí căn ở đây thì dự án này nó có 4 căn, đã bán 2 và còn 2 căn nữa thôi. Thì có cái căn này là 1 tỷ 750 triệu. Còn ngoài ra có một căn trong cùng thì giá nó có nhỉnh hơn, cao hơn một chút, 1 tỷ 850 triệu mọi người nhá. Đó, xung quanh bếp, ốp kính, ốp bếp, mặt bếp, ốp đá granite, phụ kiện bếp đi kèm đầy đủ. Với cái căn nhà này thì đầy đủ hết công năng. Và đây là cái phần thoáng mà Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người, đó là cái phía sau của ngôi nhà. Đó, ở đây quý vị có thể chế biến đồ tươi sống rất là hợp lý nha. Có nước này, có cửa này, phần tầng 1 có phòng vệ sinh. Một phòng vệ sinh nho nhỏ đáp ứng cho quý vị công năng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đó, từ cái vị trí của cái căn nhà này mà đi ra tới trục đường quốc lộ 6 nó chỉ khoảng tầm 400m mọi người nha. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế ở đây là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Đó. Và với cái phần ngăn cách ở cầu thang thì ở đây có 5 cái vách lam gỗ rất là hợp lý, che phong thủy giữa cái phần cầu thang và cái phần cửa chính. Như vậy Ngọc Ánh đã review chi tiết đường, hướng, giá, vị trí cho quý vị căn nhà này 1 tỷ 750 triệu rồi. Thiết kế tầng 1 thì như thế này, vậy thì các tầng trên thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Và phía trên tầng 2 của ngôi nhà thiết kế rất là hợp lý cho cái công năng sử dụng của một hộ gia đình. Ở đây là cái toàn bộ cái không gian phòng ngủ mọi người nha. Đây, cửa sổ thoáng trước sau. Với cái căn nhà này ấy, thì hướng nhà đông nam rất là mát. Và với cái diện tích phòng ngủ nó phải tầm được 15-16m² mọi người ạ. Rất là vuông vắn trong cái không gian phòng ngủ này để dễ dàng cho quý vị kê đồ nội thất. Đó, giường, tủ, cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ, rất là chắc chắn. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Và cái tông màu sơn chủ đạo như Ngọc Ánh chia sẻ, từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là màu sơn trắng.
gạch lát nền kích thước gạch 60-60, vân đá màu trắng. Và đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Với cái phòng vệ sinh này, đây, đáp ứng cho quý vị về bồn cầu này, quạt hút mùi này, ống chờ bình nóng lạnh và hệ thống sen cây tắm. Lavabo bàn đá, nó khá là xịn sò cho một căn nhà giá rẻ đúng không quý vị? 1 tỷ 750 triệu đồng mà mỗi một tầng thiết kế, phòng vệ sinh thiết kế khá là chỉn chu. Mời người theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và đây là phía tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế tương tự như tầng 2. Cũng gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Quan trọng là vị trí đi lại mọi người ạ. Vị trí căn nhà này rất phù hợp cho quý vị nào đang đi làm ở khu vực quận Hà Đông, hoặc quý vị đi làm ở khu vực huyện Chương Mỹ, thì căn nhà này rất là hợp lý cho một cái hộ gia đình. Mà nếu như quý vị có chi trả trước khoảng tầm 700 triệu, quý vị có thể nhận nhà này về và ở ngay, sổ đỏ trao tay. Đi theo cái trục đường quốc lộ 6 thì sắp tới nó có một cái dự án mở đường rất là lớn, ra là cái làn đường 4 làn đường mọi người ạ. Cho nên là nếu như mà quý vị nào mà đi làm ăn theo cái trục đường quốc lộ 6 thì cái căn nhà này rất là hợp lý nha. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3, nó chỉ thay đổi ở phía tầng 2 khác một chút, đó là cái hệ thống sen cây thì ở đây là thay thế vào hệ thống sen tắm thường. Còn ngoài ra mọi thứ thì vẫn như thế. Và mời mọi theo em lên tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà. Và đây là phía tầng 4 của ngôi nhà, mọi người thấy gì không ạ? Toàn bộ ánh sáng xuống khu vực ở một cái ô giếng trời để xuống lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế ra sao? Đây là khu vực để sân phơi cũng như là để máy giặt quý vị nha. Với căn nhà này thì chủ đầu tư thiết kế tối đa công năng. Cái sân phơi ở đây thì quý vị có thể lắp cho Ngọc Ánh một cái dàn phơi thông minh rất là hợp lý, bởi vì bây giờ nhà nào cũng có máy giặt, máy sấy cả rồi, cho nên là phơi phóng quần áo nó cũng rất là dễ dàng. Tiếp theo ở phần tầng 4, ở đây là cái khu vực phòng thờ. Một căn phòng thờ nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, ấm cúng, cũng như là có cửa riêng mọi người nha. Đây. Và phần còn lại thêm một phòng ngủ nữa ở phía tầng 4 đây. Với cái phòng này thì quý vị có thể làm phòng ngủ, có thể làm phòng làm việc, có thể để đồ. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Nhưng Ngọc Ánh xin nhắc lại, với căn nhà 30m, đổ trần 4 tầng như thế này, thiết kế 3 phòng riêng, phòng khách riêng, phòng bếp riêng, rồi là 3 phòng vệ sinh. Nói chung với một cái công năng sử dụng cho một cái giá chào bán 1 tỷ 750 triệu thì quá là rẻ, quá là hợp lý. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể, chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Mọi người xem video thì đừng bỏ lỡ like cũng như là chia sẻ để cho nhiều người cùng biết. Và mọi người ơi, bên em đang còn một số căn nhà rất là rẻ, 1 tỷ 250 triệu đồng, cho nên hãy liên hệ ngay với Ngọc Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.